muốn tạo được vận động chân chánh, thân thủ bộ pháp tích cực liên quan. Trực tiếp vào đây, đánh mạnh nha, dồn sức đánh mạnh, nội công. Phát xung ngang trình ra, tập mạnh nha. Phát lại. Khi luyện tới lúc trong những cái này nó phá hệ mà không phải mình muốn nữa, mà tự nhiên nó động ra. Trở lại xà. Con xà sao mà nó chẻ mày cái mày chết rồi. Thấy xà không? Thu về một mối. Rồi mình đánh đối phương. Thu về được không? Một mối. Mình đánh về cũng đỡ. Tưởng đỡ được. Làm sao đỡ được? Tới rồi, nó đánh này ba rồi. Nó chắc kỳ vậy đó. Đánh này. Làm sao tao ra? Không ra được. Hiểu sư phụ nói. Đi nhạt vậy nha. Cái này là ý thức của mình. Ý thức. Cái ý thức phải có. Còn đánh ít bất mình không biết. Cho tao đánh. Tao biết. Nhỏ này thấy không?
con rắn mà nó bắt luôn. Hay sao? Nghe nhó lên như điện xẹp ha, bám đất. Ta đánh thực chất thôi. Tê quá, không dừng lại được. Rồi ta điểm cái này. Còn rung không? Thì tấn công người là mình đem mình vô chỗ chết. Đá đi. Đá lại rồi. Em dễ sợ rồi. Nhưng tao lực tại càng. Ngọc mạc em chụp ta. Phải cảm nhận hai nhát rồi. Cơ sở mình rất rộng, dễ sợ. Ba cái. Một cách nào mình làm được bao việc. Và thần kinh làm được có một việc thôi. Đỡ là đỡ. Thì trong sức nga đỡ. Ba điểm. Võ đạo Việt Nam. Tinh thần, linh hồn. Chân khí là tình thương. Tình nhân đạo. Nhân đạo tính của con người Việt Nam. Yeah.